nhóm nhóm Khean Chien hay nhóm trong khu tí tí. Ngày nay nhóm nó sẽ sang với dịch vụ tí phạm và bọn mẹ điện xí xa. Ngày nay nhóm học tí của nhóm như nhiệm vi DataBase, Adapter, DataBase, DataSet and DataTable. Khi em đi search thì ta xem rap, hỏi đề tài những nghiên security.